Hold up. Và hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Bugan đây và chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Thì hôm nay chúng ta mình mới vừa tìm được một cái map chơi Minecraft map.net. Thì hôm nay chúng ta sẽ chơi Buckhole. Mình không chơi giải mã nữa, thì lâu lâu cũng một tập Buckhole. Nói trước đây là một cái map Buckhole khó, cho nên là có thể là mình sẽ nếu mà mình thấy khó quá thì chúng ta sẽ cắt qua và để gian lận đó, nói thẳng là gian lận. Thì đây là một cái map mang phong cách phong kiến thời nói chung là Nhật Bản phong kiến, thời phong kiến. Thì đây là những samurai đang bảo vệ cái ngôi đền của họ. Họ cần phải bảo vệ cái cục cẩm thạch. Thì cho nên ở đây chúng ta có map tên là Trade Tomb. Ok, thì nói chung là hôm nay lâu rồi các bạn, có bạn nói là không thấy được mặt mình nên là mình đã quay facecam. Để lâu lâu có một tập phải quay facecam không? Nói chung là tôi không được đẹp trai, cho nên là nhưng mà vẫn phải quay facecam một tập lâu lâu để mọi người biết là tôi còn sống, còn thở. Rồi, ok, không nói nhiều nữa và chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Nhưng ok, này lộn mày, bên đây mới đúng. Chúng ta sẽ làm gì đây? Thì đây là cái map được không phá lốc, không giết dân làng. Chúng ta có thể sử dụng farm boy, có nghĩa là mình có thể nhảy tới đâu mình có thể nhảy làm farm boy tới đó, không được sử dụng TB nếu mà chơi nhiều người. Ok, xong, good game. Bây giờ cách lên là sao đây? Cách lên, bây giờ mình sẽ nhìn theo hướng cầu thang. Ở đây vậy là có cái gì đó liên quan tới cái cây này rồi. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ lên đây. Ra là vậy. Nó kìa. Rồi, mình hiểu rồi. Tại sao lại không có âm thanh? Mình tắt hết rồi. Thì cũng khá là bình thường. Ủa, tại sao con chim ta? Không lẽ nó xài comment lock? Mình đâu có xài mod đâu. Rồi, ok. Thì ok, thì mình sẽ nhảy lại. Thì mình định nói gì qua này ta? Thì mình xin... Hôm nay là chủ nhật rồi, thì mình xin chúc các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần thật là an lành và nhiều niềm vui. Ok, và ở đây spam boy đi. Nó nói mình có thể sử dụng spam boy, cho nên là mình không phải là gian lận nha. Nó nói mình có thể sử dụng spam boy. Ok, chúng ta đã qua level 1 rồi. Rồi bây giờ level 2. Và bây giờ nhảy từ cái cao nhất, nhảy qua đây, từ từ thấp dần, nhảy vô đây. Vậy là cái ở đây. Tập này là nói chung là cái map này nó luôn liên quan tới cái thời mà nói chung là Trung cổ, chứ không thuộc dạng châu Á, chứ không có thuộc dạng châu Âu nha các bạn. Các bạn thấy cái rừng tre không? Panda các kiểu. Ok, spam boy ở đây đi. Ok, xong. Oh my god. Ok, để mình tự xử cho nó lẹ. Rồi, ok. Ôi, tự xử cho nó lẹ. Mình có quyền spam boy mà, nó nói mà. Ok, thì nếu các bạn thích thì đừng quên để lại cho mình một like và một share để mình có động lực làm thêm nhiều map bắt khô. Thì đây là cái map mà gọi là mình hên lắm nó mới cho mình checkpoint thôi, chứ thường là nó không cho mình checkpoint cho lắm. Rồi ok, mình sẽ checkpoint ở đây. Có thể mặc dù là hơi gian lận nhưng mà thôi, cũng bình thường. Cái map, cái luật nó cho tôi rồi, tôi có quyền tôi sử dụng chứ. Oh my god. Rồi sao trời tối rồi? Time set không. Đấy. Mà thực ra thì time set night. FF Buron Night Vision 553. Lỡ mày. 255. Đấy. Tôi luôn luôn nhìn trong bóng tối. Ok. Rồi. Đúng rồi. Mình mỗi khi mình chết là nó không có gì. Ok, mình hiểu rồi, vậy thôi kệ đi. Tại vì ban đầu mình cũng vô rồi. Chúng ta sẽ tới với level 3. Ok, mình sẽ quay lại sau. Và ok, mình quay trở lại rồi đây. Thì mình mới vừa ra thay lại skin và mình cũng đã làm cho cái này là night vision rồi. Ok, không nói nhiều nữa, chúng ta sẽ tiếp tục màn tiếp theo thôi. Ok, ở đây quá dễ. Rồi bắt đầu ở đây mới là khó nè. Ok, mình sẽ xuống đây. Rồi hell no. Rồi, nhảy qua đây. No. Thực ra thì có bạn hỏi mình là tại sao anh lại nhậm màu vàng vậy? Thực ra là cái này không phải là mình nhậm màu vàng, mà là mình tẩy thì nó sẽ bắt đầu ra màu vàng. No. Ở bên kia đi. Ok.
Bây giờ là mình sẽ nhảy tới một cái đoạn nào đó mình spam voi. Thực ra thì mình đang mình thích màu tím hơn, nhưng mà sau khi gội đầu nhiều quá thì mình đã bị mất màu. Nói chung là bị faded đó. Ok, và mình sẽ bắt đầu qua đây. What? No. No. No, ok. No. Tại sao vậy? Tại sao khó quá vậy? Trời ơi, mới màn 3 hay mà. Mệt. Ok, qua đây. Nhảy qua đây, nhảy qua đây. Ui, trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Ok, spam boy ở đây. Cái cảnh này là cái cảnh mà khó đi nhất, cho nên là mình sẽ spam boy ở đây. Spam boy. Buồn ghê là buồn. Ôi sao nó ăn gian quá vậy. Ok ok, tao spam boy cho mày chết thằng quỷ. Ok ok, sau đó là chúng ta sẽ nhảy qua đây. Nhảy qua đây. Nhảy qua đây spam boy. Có quyền mà nó có nó cái luật là nó cho mình mà. Thực ra thì mình đã xóa luôn cái luật rồi. Ok. Ok, khó đây, khó đây. Trời ơi, phải chết hoài luôn. No. À! Ồ, cái này nhảy lẹ chắc có thể là được. Ok, 1, 2, 3. Ê, ê, wow. Ok, để mình thử lại. Mới nhảy có cái 1 à. Ok, ok, ok. Bực bội rồi nha. My God. Ok ok, spam boy ở đây cho mình chết. Yes, chúng ta đã qua được màn rồi. Ô, màn này bắt đầu khó ở đây, spam boy. Ở đây trước. Thì ra là vậy. Ok, mình sẽ nó nói là mình không được giết dân làng. Dân làng thì nó nói này là đổi được một cái gì đó nhưng mình không biết. Ok. Wow, cái này khó quá vậy. No. 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 Ôi, khó thiệt đó các bạn. Trời ơi. Ok ok ok. Ok ok. Wow, cực khó luôn á, nó làm mình rất là ức chế luôn. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, cái này giờ chỉ có nhảy là nhảy tốc độ luôn. Nhảy xa quá. Mày làm tao bực là tao giết mày luôn á thằng quý. No, tại sao mà khó quá vậy. Ok ok, spam boy. Cho mày chừa hả mày. Spam boy là kill. Đó. Ok ok. Mày hả mày. Mày ơi, spam boy. Ok. Và chúng ta sẽ nhảy qua đây. Rồi chết. No. Rồi. Là bây giờ mình cần phải nhảy vô cái cục rau câu. Rồi, lên đây, spam boy. Ok. Haha, tôi khá là ăn gian nhưng mà nó cho mà. Ôi, luật nó cho mà, nên chúng ta cứ thoải mái đi. Không có Ok, ok. Ơi, lên tới đây, spam boy. Ok, chúng ta đã đi được một nửa rồi. Nhảy xuống, lên. Yes, spam boy. Yeah. Rồi chết rồi. No. No. Ok. Wow. Cố lên, cố lên. No. Tại sao không cho tôi? Thì hôm nay thì mình không có lên công ty, cho nên là mình quay ở nhà, là nên các bạn thấy cái mic mình nó hơi khác và ơi. Ok. Yes, qua được rồi. Wow, các bạn nhìn cái map này kìa. Mình sẽ nhảy lên đây. Ok ok, lại. Cái này chưa spam boy hẳn. Ok, lên tới đây trước. Rồi, spam boy ở đây nè. Ok. Ok girls. Ok boy. Ok ok ok. Spam boy ở đây nè. Các bạn thấy nó nhảy không? Nhảy chưa, mình biết ngay mà. Thì mình chơi ở nhà nên là cái mic mình sẽ hơi khác. Ok ok.
Ok, mình đã tới màn này rồi. Màn này gặp sensei, gặp ông thầy với lại bác sĩ. Thì cái từ sensei ở tiếng Nhật nó có hai nghĩa. Một là thầy cô giáo, hai là mình gọi giống như là mình vô bệnh viện thì mình nói chuyện với bác sĩ, mình sẽ gọi là sensei. Thì trong kinh nghiệm 2 năm học tiếng Nhật nên là mình đã biết. Ok. Thì các bạn có muốn phản đối gì thì các bạn cứ bình luận để bên dưới, để bình luận ở bên dưới thì các bạn có thể phản đối. Ok. Mình rất là đơn giản. Ui à, ở đây khó nè. Đó, spam boy ở đây, Rồi. Không khó lắm. No! Trời ơi, cái chỗ khó thì lên được mà chỗ không khó thì không lên được. No. Khỏi rồi. Cái gì vậy? Không biết luôn á. Để mình. No, bắt đầu nó làm mà nó phản đối mình rồi kìa. Rồi, ok. Vậy nó không cho nhảy nữa vậy. No, sao mà chết hoài vậy? Tao tức quá mà. Trời ơi là trời. Ủa mà cái bối cảnh này là gì ta? À, trường học ninja, đúng rồi, trường học ninja. Ok, ok, spam boy ở đây. Mình rất là ngu khi Ok, chết. Ok, spam boy ở đây. No. Nó làm mình tốn thời gian quá các bạn ơi. Ok. Ok. No. Ok, spam boy ở đây. Rồi. Wow. 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 Wow, yes. Yeah, chiến thắng. Chúng ta được cái này thôi mà chưa có cái bảng. Ok, bây giờ mình sẽ qua đây. À, thì ra là vậy. Rồi. Hình như là mình game mode kia rồi. Ok. Yes. Ok, và màn tiếp theo màn này là gì đây? Chúng ta sẽ thấy những chú chim, con chim non trên cành cây hót líu lo. À, thì ra là vậy. À, ở đây mình sẽ bắt đầu spam boy đây, nó rất là khó đây, ở đây nó rất là khó. Ok, nhảy qua đây trước đã. What the hell? À, bây giờ thì mình nghĩ anh nên chơi ở payphone đó để nó không bị đói bụng. Ok, rồi spam boy thì cái này là chúng ta phải rất là khéo léo để nhảy qua, nhưng mà mình đã nhảy qua trong một cái một và mình đã chết trong một cái nó rất là dễ. Hell no. Thì nhảy qua đây xong. Man. Cái vậy? Man. Ok, lại lần cuối nha. Ok, tao sẽ bấm boy ở đây, tao không nói nhiều nữa. Tao chết. No, chơi ngu luôn rồi. Ơi, bị lỗi các bạn ơi. Mình bị missing cái bed rồi. Mình sẽ nhảy xuống cái chỗ nào mà nãy nước như là bên đây. Ô, nó bị lỗi các bạn ơi. Này mình nhảy chơi này màn 1, này nhảy rồi, màn xanh lá. Ok, màn nước rồi phải không? Ok, nãy là mình đang ở đây nè. Bum boy ở đây. Ok. Yes. Yes. Yeah. Yeah. Yes. Ok. Ok man. Ok. Ờ chết. Chơi payphone. Chết rồi. Ồ, sao nó đưa mình cái kiếm ta? Chắc chắn là sẽ có cái gì đó. Các bạn đợi mình tí. À, nếu mà nó đưa mình cái kiếm có nghĩa là chúng ta phải đánh nhau. Nhưng mà ok, để mình ấn lại nha. Game mode S. Tại vì nó đưa mình cái kiếm mày máu không. Ồ, oh, ninja. Ồ, làm gì có ninja ở đây nữa. No, no. Wow, nó làm được ninja luôn, hay dữ vậy. Wow. Này thì ninja.
tao là samurai nha mày. Rồi chết rồi, samurai mà không biết bắt khô, chết đi samurai à. Nhục quá samurai ơi, nhục quá samurai ơi. Ok. Nhục quá samurai ơi. Ok, cái này spam boy đây, mình thấy nguy hiểm quá. Ờ lộn, nhảy dưới. Ok, xin lỗi, sorry. My bad. Ok. Ở đây nó có cái lốc tàng hình kìa, có nghĩa là mình có thể nhảy vào đây. Yes. Ok, thì chúng ta đã tới một con gồng. Coi cái này là sao đây. Bây giờ mình sẽ lên đây, làm cách nào để lên mấy cục kia đây. Mình nghĩ là chúng ta sẽ lên đây. À, nhảy qua đây rồi từ lên. Lên tới chỗ này là thắng. Chưa. Không biết, hình như nãy giờ mình chơi bao nhiêu màn rồi. Hình như là nãy mình thấy được cái lúc mà nó mất cái giường á, mình thấy được là hơn 9 màn. Chắc là màn này nãy giờ mình chơi được màn thứ 8 rồi, màn này màn thứ 8 nè. Ok, bây giờ chúng ta sẽ spam boy ở đây đi. Đó, bắt đầu tôi sẽ bị cháy rụng lông. Rồi, spam boy. Yeah. Ok, cái này mới đúng, cái spam boy này nó mới ngon. Ok. No, ok, spam boy, ok. Ok, wow, mình không tin là mình chỉ cần nhảy một lần là mình thắng rồi. Ok, qua màn tiếp theo. À, vậy là tổng cộng có 9 màn à. Ok, thì à, mình đã hoàn thành xong cái map này rồi. Thì cái map này có 9 màn à, tất cả đều mang phong cách của thời phong kiến. Ok, nói chung là châu Á nè, các kiểu mây chim chóc, các kiểu lồng đèn nè, rồi con gồng múa lưng nè, các kiểu gấu trúc panda, cái đó là châu Á nó xuất hiện nhiều hơn là ở châu Âu. Ok, thì cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Nếu các bạn thấy thích thì đừng quên để lại cho mình một like và một share nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye, peace.